Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn AC nhá. Khỏe không các bạn? Hôm nay thì đã là bước sang ngày thứ 12 chúng ta thực hiện cái chủ trương giãn cách xã hội rồi đúng không? Và mình nghĩ là các bạn nên nghiêm túc thực hiện cái chủ trương đó. 12 ngày rồi, phải hơn 12 ngày rồi tôi chưa đi cắt tóc, cho nên là nếu mà tóc tai nó có bù xù thì anh em bỏ qua nhá. Hôm nay thì hẳn là các bạn cũng đã biết rồi. Tôi biết là các bạn chờ đợi cái ngày này nó lâu lắm rồi đúng không? M4H đã quay trở lại rồi. Và nói qua một chút về cái em M4H này đi. Thì tại vì sao em nó lại có một cái giá trị thật sự luôn đấy. Là bất cứ một cái tài khoản nào có khẩu súng M4H này, nó đều là những tài khoản được đánh giá và được định giá ở cái mức giá trị rất là cao. Mình muốn nói qua một chút là nếu các bạn là một trong những người thích sưu tầm súng ấy, thì có lẽ là các bạn không thể bỏ qua khẩu súng M4H. M4H thật ra nó không có nhiều hiệu ứng như M4 băng đâu anh em ạ. Tuy nhiên nó, nếu mà anh em bảo nó đẹp ấy, thì mình nghĩ là M4 băng nó cũng có một cái vẻ đẹp mà có thể nói là mình nghĩ là nhiều anh em sẽ có một cái nhận định giống như mình là M4 băng nhiều hiệu ứng hơn và vẻ đẹp của nó cũng 9:10 so với khẩu M4H. Nhưng tại sao giá trị của nó lại không bằng M4H? Và có nhiều bạn có lẽ sẽ nói rằng là M4H nó chỉ xuất hiện duy nhất trong một lần sự kiện, nhưng mà có rất nhiều khẩu súng cũng chỉ xuất hiện duy nhất trong một sự kiện thôi, nhưng nó không thể nào so bì với M4H được, bởi vì một lẽ đó chính là PUBG Mobile đã búp cho em này một cái đặc quyền duy nhất, một cái đặc quyền mà chỉ có trên M4H, đó là khi các bạn nâng cấp mắc lên ấy, thì M4H của chúng ta nghiễm nhiên có một màu đỏ, phẩm chất đỏ anh em ạ. Còn ngoài ra thì tất cả các khẩu súng dù các bạn nâng cấp mắc hay chăng nữa thì nó đều có một phẩm chất, đó là phẩm chất hồng mà thôi. Đó, thì hôm nay tất nhiên mình sẽ nâng cấp em này lên mắc, và mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, mình đã chuẩn bị sẵn 9 cái báng ở đây rồi. 9 cái báng này là tích lũy ở cái hòm barrel đấy. Hôm nay thì mình sẽ quay khẩu súng M4H. Như mình đã nói với anh em rồi đấy, mình không thích M4H lắm. Nếu mà so sánh tất cả các khẩu súng đã từng xuất hiện của M4 cho đến hiện giờ thì mình vẫn thích khẩu súng M4 băng. Tuy nhiên mình không muốn nâng M4 băng cho cái tài khoản này. Và cái thứ hai nữa là cái hòm M4H này ấy, anh em biết tôi kích thích bởi cái gì không? Đây này, chính là ba lô anh em ạ. Ba lô hề mới là thứ mà làm cho tôi cảm thấy kích thích bởi cái hòm M4H. Còn ngoài ra những thứ khác không quan trọng, không quan trọng. Tất nhiên thì M4H sẽ là phải lâng mắt rồi, nhưng mà cái ba lô hề này mới là cái thứ mà làm cho tôi khao khát. Ok, hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đập cái hòm M4H này để xem sự trở lại của M4H nó sẽ tiêu tốn của Tuấn AC bao nhiêu UC anh em nhá. Let's go. Luôn và ngay. Lần đầu tiên luôn luôn là lần thiêng liêng nhất, có nhiều cảm xúc nhất. Và rồi. Và rồi, tuyệt vời. Lần đầu tiên thế thôi chứ lần sau là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lên đi anh em ơi. Ui dồi ôi, ra ngay con xe. Xe, những cái thể loại xe trộm chó và con xe gọi là tật nguyền này tôi có nhiều lắm rồi. Let's go. Mình nghĩ là sẽ rất khó để ra M4H đấy anh em ạ. Bởi vì sao các bạn biết rồi đấy. Bởi vì là một lần ra M4H chúng ta sẽ quy đổi được ra là 3 báng, chứ không phải là một báng như là barrel. Xem nào, cái hòm này, ui hòm này có xác suất ra M4H luôn này. Để xem là nó sẽ hút của mình bao nhiêu UC nhá. Mình nghĩ là sẽ không rẻ đâu. Một báng nâng cấp rồi. Có vẻ khá là dễ ra báng nâng cấp. Có vẻ hòm này ra nhiều sơn hơn. Tiếp nào. Sơn. Có vẻ hòm này ra nhiều sơn anh em ạ. Mình thấy từ nãy giờ là bất cứ pha nào quay cái gì ưa thề luôn ấy, đang quay mà nghe cái tiếng ưa nghe nó có bực mình không. Ui ôi, mở thử lần đầu này.
Ui ôi. Bây giờ ấy, cái khó là ra M4 thôi anh em. Còn cái báng thì cũng không quan trọng lắm. Sơn thì mua thẳng luôn cũng được. Mình nhiều tiền mà. Qua những kết luận và qua những lần quay thì tôi thấy là mua sơn ở trong shop là một trong những phương pháp an toàn nhất. Rồi lại thêm một báng nữa. Có vẻ rất dễ ra báng, nhưng mà khẩu M4 thì không dễ ra cho lắm. Úi dồi, quay liên tục thế này thì chết. Khá nhiều báng rồi đấy anh em ạ. Ui không có M4 hề cho chúng ta rồi. Tiếp đi. Quyết tâm là phải ra M4 hề. Mà chẳng cần quyết tâm thì cũng phải ra M4 hề anh em ạ. Wow. Ra khá nhiều sơn đấy. Sơn ơi sơn ơi sơn, sơn có biết không sơn. Lại ra. Úi dồi ôi. Material. Ra khá nhiều báng anh em ạ. Từ nãy mình quay một mà ra một đống báng rồi đấy. Hình như là ba báng, bốn báng rồi. Bốn năm báng rồi. Ra khá nhiều báng nhưng mà súng thì khó ra. Mình cứ quay cho nó đã đi. Bởi vì là dù gì cũng chưa mất nhiều tiền lắm đâu. Từ nãy giờ quay chắc là chỉ được chục lần thôi à. Chưa thấy M4 đâu cả. Dễ hiểu thôi mà. Một khẩu súng M4 quy đổi ra ba báng. Đâu phải là dễ. Đâu phải muốn ra là ra được. Let's do it. Come on, come on. Khá nhiều lần quay rồi đấy. Xem nào, chúng ta mất bao nhiêu UC rồi. Chúng ta mất 8.000 UC. Mình nhớ là mình có 115.000. Gần 10.000 UC rồi. Với lần... với cái vòng quay bình thường ấy, lucky đúng không? Thì cứ khoảng... ổi lại ra báng nữa này. Chứng tỏ là ra rất nhiều báng anh em ạ. Cứ khoảng độ tầm 200 lần quay, tương đương với 10.800 UC, thì các bạn sẽ chắc chắn nhận được khẩu súng. Vậy thì để xem, mình đã mất đâu đó là 9.000 rồi. Liệu rằng 10.000 nó có ra không anh em nhé? Nhưng mà mình chắc chắn với anh em là cái material, cái nâng cấp ấy, cái báng nâng cấp là nó ra nhiều hơn là cái vòng quay rồi đấy. Báng nâng cấp là nhiều hơn vòng quay. Ba lô chưa thấy đâu nha, ba lô chưa thấy. Ba lô của tôi đâu? Ba lô đi, còn súng thì kiểu vãi nồi ạ, súng thì kiểu gì cũng ra. Chưa nói dứt câu luôn anh em ạ. Chưa dứt câu luôn. Nà ní. Wow. Wow wow wow. Này, bây giờ đang đỏ mà mở này ra M4 nữa thì đúng là lỗi à? Có phải là lỗi không? Lỗi chắc rồi. Tại sao lại có thể may mắn được như thế? Vô lý. 10.000 UC. 10.000 UC. Được bao nhiêu báng vậy? Được súng. Được 10 cái báng. Ủa. 10.000 UC. 10 báng nâng cấp lên được bao nhiêu nhỉ? Xem nào. Để yên nhá. Được khẩu súng này. Nâng cấp 2 này. 5 này. 9 này. Nâng cấp lên level 4. Vậy là 10.000 UC. Được một khẩu súng M4 hề level 4. Wow. Món hời anh em ạ. Hời đấy. 9 lại còn dư một báng nữa cơ. 9 này, 14 này. 14 là 20 này. 27. Như vậy là mình còn thiếu. Ô, mình còn thiếu. Ui, mình còn thiếu có 9 báng nữa thôi anh em ạ. Ui. Thế thì ui, cái vòng quay này rẻ. Rẻ một cách dã man anh em ạ. Ui. Ra hai khẩu M4 lận. Thôi cứ quay đi. Ui. Hãy nói là tôi đang làm mơ đi. Thề luôn anh em nhá. Thậm chí là VNG còn không biết có sự, có cái sự tồn tại của cái tài khoản này luôn đấy anh em ạ. Tôi xin thề là VNG cũng không thể biết có sự tồn tại của cái tài khoản này. Và đây không phải clip được nhận PR từ VNG nhá. UC này là của tôi. Tài khoản này là của tôi. Còn tài khoản chính ấy đang chờ VNG gọi là
cộng UC cái đợt mà tôi đi quay quảng cáo đấy là vẫn chưa có UC đâu. Đây là tài khoản của tôi. Tài khoản clone đấy. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái ba lô. Ui thề luôn đấy. Có hai cái item mà tôi đã rất là hằng mơ có được, đó chính là cái ba lô này và cái mũ mà nó có mấy cái gai dọc ở trên đấy. Ủa ôi, tôi đã mong chờ hai cái món item đấy. Bây giờ thì tôi đã có một cái rồi, tôi chỉ chờ cái mũ kia nó quay trở lại. Kiểu gì tôi cũng sẽ quay được cái mũ ba mà nó có, nó xuất hiện trong cái sự kiện Halloween. Chẳng còn. Ui lại còn ra mặt lạ nữa. Thôi đừng cho bất cứ một thứ gì cả, cho báng thôi là đủ rồi. Giờ không cần gì cả. Tí nữa quay là thể nào cũng ra M4 cho mà coi. Trời ơi. Có ai nghĩ là chưa? Có ai nghĩ 10.000 UC được như vậy không? Không đúng không? Nhưng nó lại là sự thật đấy. Một sự thật đau lòng anh em ạ. À, một sự thật nó phải gọi là gì nhỉ? Tràn đầy tình yêu. Trời ơi. Thôi đừng ra bộ đồ màu đỏ đấy nhá. Không cần bộ đồ màu đỏ nữa. Giờ Tuấn không cần bất cứ một thứ gì cả. Đừng cho Tuấn bộ đồ màu đỏ nữa. Không là người xem lại bảo là nhận quảng cáo đấy. Thế này thì chết anh em ạ. Không biết là các anh chị làm trong đội vận hành game của PUBG Mobile có theo dõi cái channel của mình không? Chứ búp như thế này là hơi quá tay rồi đấy. Cái thằng này nó cứ cười làm sao để tắt được cái hiệu ứng của cái thằng nhân vật quần què đấy đi nhở. Bực thật sự. Ấn skip. Ủa, từ lần ra đấy bây giờ là cái báng không thấy ra nữa rồi. Bắt đầu vận đen nó vận vào mình à? Ui nhưng mà cứ vận thoải mái đi nhá. Vận thoải mái. Tí nữa tôi mở cái hòm mà đầy năng lượng kia là nó lại ra M4 là lại ngon ngay. Ui mình nghĩ là mình đã dự tính là mình để ra khoảng độ tầm 60.000 UC để quay cái hòm này rồi đấy. Chứ bây giờ mà nó ra như thế này thì easy rồi anh em ạ. Easy. Nó ra như thế này là easy rồi. Bây giờ chỉ cần nó ra nhiều báng cho mình là ok. Chỉ cần ra báng thôi. Nhưng mà quay mấy lần chưa ra cái báng nào nha. Bắt đầu là đen rồi đấy. Mất 15.000 UC rồi đấy. Mất hơn 15.000. Báng đâu. Nào, come on. Báng. Không phải báng rồi. Come on. Báng. Không báng à? Chẳng nhẽ bây giờ lại quay ra quay cái hòm barrel. Úi dồi ôi, cứ ra cái quần què này làm gì? Lại quay. Quay lắm thế. How to bán. Let's do it. Vuver lại được khẩu M4 này. Xem nào, cứ 10.000. Vậy là cứ 10.000 là được một khẩu M4 không nhỉ? Ui dồi ôi, trắng phớ. Từ từ để mình toán ạ. Như vậy là thêm một lần này nữa là tròn 20.000 mình mất này. 10.000 là được một khẩu M4 đúng không? Có đúng không? Ôi, như vậy là không đúng rồi. Như vậy là đang mơ rồi. Báng cũng không thấy đâu luôn. Ui bắt đầu tôi thấy hơi lỗ rồi đấy. Từ lúc mà nó ra M4 một cái là nó lỗ một cách kinh khủng luôn anh em ạ. Rồi lại ra mặt nạ. Đây rồi, bán đây rồi. Đấy, chỉ cần ra bán thôi. Cần gì nhiều đâu. Let's go. Lên. Úi dồi ôi. Đừng có cho đồ đạc gì cả. Cứ bán mà vã. Cứ bán với lại cả sơn. Ra nhiều vào. Sơn ở mọi nơi. Sơn lít tông, sơn mồng cũng đẹp. Như vậy là M4 gầm gừ lại xếp xó rồi.
Lên là lên là lên. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Lặng trình trịch. Xem nào, quay nốt 2000 UC nữa xong rồi ra mở cái hòm kia anh em nhá. Sở kíp cho nó nhanh. Úi giời ơi, lại bán rồi. Đấy, nó phải như thế. Chưa thấy ra M4 anh em ạ. Lần này hơn 10000 UC bay rồi mà chưa thấy M4 đâu cả. Đúng là hòm đồ nó không giống như là lucky. Lucky thì còn có thể chắc chắn ra. Nhưng mà hòm đồ mà nó ra như thế là mắc hên rồi. Thề luôn đấy, tôi nghĩ là bây giờ tôi xoay sang tôi quay cái hòm barrel khi lại ngon đấy. Thật sự bây giờ xoay sang, bây giờ mà mở ra M4 nó mới gọi là deal này. Nó mới gọi là deal này. Đó. Nó mới gọi là deal này. Nó deal thật sự anh em ạ, nó deal vô cùng luôn. Nó deal. Nó deal ở cái tầm rồi. Thêm một khẩu M4. À, như vậy. Như vậy là gần đủ rồi đấy. 23 cái rồi. Ơ, thế tính ra là để mình tính lại xem cần bao nhiêu cái nhá. Đâu rồi? M4 này, 4 này. 2. 2 cộng 3 là 5. 5 cộng 4 là 9. 9 cộng 5 14. 14 cộng 6 là 20. 27 cái. Tôi có bao nhiêu rồi? 23 cái, thiếu 4 cái nữa. Mình toán có đúng không nhỉ? Toán lại một lần nữa này. Anh em cộng cùng với tôi nhá. Kế toán đấy, kế toán mà cộng sai là thề luôn đấy. Không còn mặt mũi nào mà chui đâu. 2 5 9 14 20 27 chọn thiếu 4 cái nữa. Let's do it. Bốn cái nữa thôi. Let's do it. Hôm nay mới sáng sớm mình chưa kịp làm gì. Đánh răng chưa đánh răng. Tóc chưa gội. Vô lý. Tại sao nó lại đỏ như vậy? Tiếp nào. Ra một bán nữa thôi. Vâng, một bán duy nhất. Ui mày quá, nó không ra bán. Hay là bây giờ người ta nói là cái gì nhỉ? Tận cùng của một sự tham lam, đó chính là được cái nọ lại được. À, được cái lọ mà lại đòi cái chai đúng không? Ừ. Ra lốt bộ đồ đi. Đằng nào cũng thế đúng không? Ra lốt bộ đồ đi. Đằng nào cũng gọi là đỏ rồi. Hi hi cái gì? Mày đừng có hi hi nữa có được không? Làm sao để tắt được cái bộ đồ này đi nè. Đây, để cái này đi. Cho đỡ hi hi, đậu phộng nó cứ hi hi hoài à. Úi dồi, tưởng ra bộ đồ luôn thì đúng là buồn cười anh em ạ. Giờ ra thêm một bán nữa là stop here. Thật ra là mình có thể mở trong cái hòm kia là kiểu gì cũng ra đấy. Nhưng mà tôi thích ra một bán nữa ở đây cơ. Tôi thích ra một bán nữa ở đây xong tôi sẽ tổng kết ở cái kia. Đó, xong rồi gom lại hiểu không? Ấn nhầm đấy. Ấn nhầm là mất UC đấy. Ấn nhầm là mất quyền lợi đấy. Bán luôn chăm. Ái chà. Như vậy là 85.000. 85, 115, 95, 85. Mới chưa mất đầy 20.000 anh em ạ. Tất nhiên là mình đã có sẵn bán rồi. Có sẵn 8 bán rồi. Tuy nhiên thì nó chưa là gì. Chưa là gì với con số 60.000 mà mình bỏ ra để quay M4 cầm gừ. Mà xét về tính thẩm mỹ và giá trị thì tất nhiên là khẩu M4 cầm gừ nó không thể bằng cái khẩu M4 hề này rồi. Còn xét với M4 băng thì 19, 110 mình phân tích rồi đấy. Bán đâu? Hay lại tí nữa lại rình nhét vào mồm tôi một khẩu M4 nữa à? Không lấy đâu đấy. Đừng cố gắng. Bộ đồ. Bây giờ ra bộ đồ. Ra bộ đồ cũng sờ tốt luôn anh em ạ. Lại xe. Để. Con xe tật nguyền cứ cho đi cho lại. Hay đang đỏ này tí nữa gộp hết cái vé quay lại xong rồi quay nhờ. Let's do it. Bộ đồ đâu? Không có bộ đồ rồi. Khó ra lắm. Đồ không phải là dễ chơi đâu.
Xin cảm ơn. Rồi, dư cả bán rồi anh em ạ. Dư bán rồi. Bây giờ mở cái này nhá. Mở cái này ra sơn đi. Đừng ra M4 nhá. Một bán. 15 sơn. Như vậy là dư một lần quay này. Nếu mà muốn mở full cái này một lần nữa là phải mất thêm 4 lần nữa. Ôi thôi. Dẹp. Giờ là không cần thiết. Wow, đẹp thế. Wow. Quá đẹp. Người ta gọi đấy là chất chơi người rơi. Đẹp quá. Trời ơi. M4 gầm gừ này. M4 hề này. Đây tôi nâng cấp mắc lên nhá. Mắc luôn thôi. Lên. Level 2 rồi. Như vậy là có hiệu ứng khói đây này. Đó, cái hiệu ứng khói này cũng đẹp. Khói màu tím. Dạo này những khẩu súng dạo gần đây nó lên rất là nhiều cái màu khói, tựa cái màu khói của khẩu súng M4 hề này rồi. À thiếu sơn à. Như vậy là thiếu 7 bình sơn này. Với lại 107 bình. Xem nào, trong clan để em tôi xem tôi có thể mua. Những anh em hay vào nhắc tôi là trong clan anh có thể mua được, nhưng điểm clan tôi không có điểm clan. À nhận. Ồ, cái này cũng được nhận ra điểm clan này. Ngon. Rồi ôi. Dài răng rặc. Nhưng mà nhận này không thấm anh em ạ. Bên áp chính của tôi có gần chục nghìn điểm cơ. Mua thoải mái, mua không giờ hết. Bên áp chính mình phải tích đến 700 bình sơn rồi đấy. Đây, mua được cái gì thì mua. Cứ một lần mua này là đỡ tốn đi rất nhiều tiền đấy. Đâu nhỉ? Mua cái bình sơn ở đây. Đây bình sơn đây. Từ cái cửa hàng Freedom nó đã reset chưa nhỉ? Chưa reset anh em ạ. Tôi cứ làm 5 cái này cho nó đúng thủ tục anh em ạ. Rồi, như vậy là phải mua đến 106 cái bình sơn nữa. 106 bình sơn là mình mất 4.000 UC nữa. Từ, anh em chờ tôi một chút xíu. À, chưa có trong đây. Nó sẽ có thôi anh em ạ, sẽ có phần thưởng khi mà các bạn quay full nhé. Đây, cái này mình chuẩn bị nhận được nhưng mà thiếu một cái ba lô này. Ok. Cái này mình còn thiếu nhiều lắm. Ok, thế mình sẽ quay thêm 4 lần nữa để lấy cái ok. Không, một tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em sau nhé. Tại sao mình quay 4 lần. Thử xem nó có ra bộ đồ không. Bây giờ tôi đang hơi tham anh em ạ, hơi tham một chút xíu là muốn nó ra bộ đồ. Mới lại muốn quay thêm một lần nữa ở cái kia. Nó mà ra bộ đồ cho thì đẹp quá anh em ạ. Đây là lần quay cuối cùng của tôi rồi đấy. Chỉ cần bộ đồ thôi. Một bộ đồ. Lại là xe. Chán thật sự. Rồi đây rồi. Finish. Rồi không có bộ đồ rồi. Chúng ta thử mở vận may. Như vậy là 15 bình sơn nữa. Đâu rồi. Lên. Level 6 rồi. Như vậy là chúng ta còn thiếu 89 bình. Chưa đến 4.000 UC. Xúc luôn. Đâu rồi. Đây. 89 bình. Chết rồi. Ấn hơi quá anh em ạ. 3.500 UC. Ok. Chúng ta nâng nào. Vẫn dư 3 bán nữa. Lên đi em ơi. Anh em thấy chưa? Nó lên màu đỏ rồi đấy này. Đó, nó màu đỏ rồi nhá. Đấy, tôi không lừa các bạn nha. Màu đỏ rõ ràng nha. Màu đỏ rõ ràng nha. Đẹp chưa? Bây giờ vào training để nghía qua một tí nhá. Nghĩa qua xong rồi tí đã
Mình sẽ làm clip review M4 này. Đâu rồi, M4 của tôi đâu rồi? Đây. M4. Đây. Đây các ông nhìn đi. Đây rất sau lưng đây, lưỡi nó thè ra đây. Ui. Đẹp thật sự. Đẹp chưa? Góc nhìn thứ nhất thì lại không nhìn thấy được thấy cái lưỡi anh em ạ. Đây cái lưỡi nó ở bên này. Ok. Khá đẹp rồi. Lúc bắn cái lưỡi nó thè ra kìa anh em kìa. Nhìn khắm thật sự. Phải rồi ạ, nhìn cái lưỡi nó đung đang đưa theo khẩu súng. Bựa bựa vãi trưởng luôn. Ui, từ từ test test cái ba lô luôn nhá. Điếc hết cả tai. Bắn cái quần què ấy. Ba lô 1 này. Ba lô 2 này. Ba lô 3 này. Đẹp không anh em? Ui nó đẹp. Đẹp dã man anh em ạ. Đẹp thật sự. Ok. Như vậy là mình đã nâng cấp cho anh em mắc cái khẩu súng M4 hề rồi. Tuy nhiên thì trong lần quay này thì mình không thể nâng mắc được à quên, không thể sở hữu được bộ đồ. Tuy nhiên thì bộ đồ hề thì mình không khoái lắm. Mình chỉ khoái cái ba lô, có ba lô là được rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ dừng cái clip này tại đây. Và một lần nữa, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem cái clip này của mình. Và chúc anh em có một ngày vui vẻ. Và chúc anh em an toàn trong cái đợt dịch lần này. Và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo của Toilet C nhé. Bye bye mọi người.